chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Tuyền. Hôm nay Tuyền review về món canh cá trạch. Nguyên liệu gồm cải ngọt, và giá, hẹ. Cải ngọt mình trụng qua nước sôi, giá mình cũng trụng qua nước sôi, chỉ có hẹ là mình sắc khúc ra thôi nghe các bạn. Còn về phần gia vị, có hành lá cộng bự và tỏi, bầm nhuyễn, bột niêm và ớt, muối và nước mắm. Nguyên liệu chị chuẩn bị bao nhiêu đó là đủ nha các bạn. Nếu như các bạn có mình còn niêm, nếu như mình hơi lạc mặn gì thì các bạn có thể niêm vừa khẩu vị của mình là được. Đã dùng nồi áp lực nấu con cá trạch khoảng 20 phút cho nó nhừ ra. Và bây giờ mình đã nấu xong cá trạch 25 phút, giờ đã nhừ rồi nha các bạn. Giờ đã nhừ, bây giờ mình sẽ nghiền ra và lược lấy nước. Giờ cá trạch ăn rất có lợi cho sức khỏe, nhất là nam giới nha các bạn. Nhất là lúc mà mệt mỏi, ăn về là có sức lực để đi làm. Và hôm nay mình cũng nấu canh này. Là hôm nay ông xã mình đi làm ca đêm nên phải nấu được canh này cho ông xã mình. Bây giờ mình sẽ để gia vị vô trước. Mình để ớt. Để ớt vô cho nó sôi ngâm mẹ. Giờ và mình sẽ để nửa hai muỗng tỏi vô. Cá trạch này khi các bạn mua về các bạn nhớ là phải bỏ muối vô chà cho nó hết nhớt của nó nha, không thôi nấu nó bị tanh lắm. Muối, chà muối xong nếu mà các bạn thấy chưa hết nhớt thì các bạn cứ bỏ bột mì vô chà tiếp, chà chừng nào mà cá nó hết nhớt thôi. Các bạn dùng nồi áp lực nấu nó nhanh hơn, tại vì con cá này nó rất là dai nên mình nấu nồi bình thường rất là tốn thời gian. Nấu nồi áp lực nó tốn khoảng 20 phút, 25 phút trở lại. Còn nếu như các bạn nấu thường, nó sẽ tốn cỡ 2 tiếng đó các bạn. Mình để cho nó sôi một hồi, mình hả để rau, để cải ngọt, giá, hẹ vào. Và đây, cải ngọt, giá, hẹ. Hẹ thì mình không trụng, nhưng mà cải ngọt với giá mình trụng sơ qua rồi nha các bạn. Giờ mình bỏ cái này vô trước. Nhiều thế. Thường thường người Hàn ta nấu cái này ta ăn với bún, các bạn biết không? Bún của Hàn Quốc đó, bún nó làm bằng mì, bột mì á. Bên đây nó kêu là cúc xù. Wow, nồi canh rất là. Bây giờ mình để vừa chung luôn. Mình để nước mắm vô nha các bạn. Tại vì rau này nó sôi, mình đã trụng sơ quá rồi. Nếu mà mình để nó
Nó sôi nhiều quá nó sẽ bở ra không ngon các bạn. Còn thấm miếng ớt mình chán luôn. Giờ thì mình ra để bột bột nêm vào. Mình còn giật mình với nồi canh này nữa. Chắc nó sôi lên nó bị chào. Sao mà nhiều thế? Đây là nồi canh cá trịch của mình đã hoàn thành nghe các bạn. Mình đã nấu xong nồi canh cá trịch. Rất ngon nha các bạn, cái này mà ăn với bún rất vừa ăn luôn. Và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ, ấm áp bên người thân nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo. Mong các bạn và quý vị ủng hộ kênh YouTube của Tuyền nhé, cho Tuyền có thêm động lực làm thêm những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt. Bye. Mùa thu, lá vàng rơi. Cảnh thì rất lãng mạn. Và mọi người đều thích nhìn cảnh thu có màu vàng, màu đỏ rất đẹp. Như chỉ có chú bảo vệ quét đường và dọn gác là không thích. Tới mùa thu, dọn gác mệt quá.